Video này sẽ là toàn tập về những thứ mà các bạn có thể làm được với lại tính năng Generative Fill ở trong Photoshop Beta. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc, từ Hoàng Phúc Photo, vô video thôi. Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, từ Hoàng Phúc Photo. Nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, đừng quên nhấn nút like, share, subscribe, nhấn nút đăng ký đó. Và cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Nhưng mà trong video này, như ở đầu video mình đã có nói rồi, trong video này sẽ là đầy đủ những cái tính năng gọi là dễ gặp nhất, dễ ứng dụng nhất khi các bạn sử dụng tính năng Generative Fill nha. Thì cái tính năng này nó ở đâu? Nó nằm ở trên Photoshop Beta. Photoshop Beta là cái gì? Sẽ có nhiều người bị nhầm lẫn và Photoshop Beta và Photoshop bản chính thức. Photoshop bản chính thức thì nó sẽ, đây ví dụ như là các bạn sử dụng Creative Cloud đi ha, các bạn sẽ dễ thấy nhất. Photoshop chính thức nó sẽ là phiên bản mới nhất, hiện tại là 24.5, là có cái icon màu xanh, xanh đậm và chữ PS là Photoshop, cũng màu xanh nhưng mà nhạt hơn. Còn Beta thì các bạn sẽ phải vào cái mục là Beta App ở phía dưới này. Đây các bạn thấy không, Beta App này, click vô và các bạn sẽ thấy chúng ta có Photoshop Beta, mở ngoặc này, Beta. Phiên bản Photoshop hiện tại Beta này là phiên bản thử nghiệm đó, thì nó là 24.7. Photoshop Beta này là cái gì? Đó là cái phiên bản mà cho phép những người có bản quyền hoặc là các bạn một cách thần kỳ nào đấy thì chúng ta có thể sử dụng được những phiên bản mà Adobe chuẩn bị ra mắt chính thức ha, chuẩn bị ra mắt chính thức. Có nghĩa là cái bản Photoshop Beta này nó sẽ có rất nhiều lỗi, nó không ổn định, nhưng bù lại nó sẽ có những cái tính năng mà chưa hề được ra mắt rộng rãi. Ví dụ như là cái tính năng Generative Fill mà chúng ta giới thiệu ngày hôm nay. Thì để tránh bị nhầm lẫn như vậy, các bạn nhớ để ý cái icon của nó. Vì các bạn cài đặt đó là hai phiên bản hoàn toàn song song với nhau, hai phiên bản hoàn toàn khác nhau nha, với giữa Photoshop bản chính thức và Photoshop Beta. Như ở đây thì mình đang cài cả hai. Và các bạn có thể thấy ở phía dưới phần taskbar này, mình đang chạy là Photoshop bản Beta nha, cái màu trắng, cái icon màu trắng và có chữ PS màu xanh như thế này. Nếu như trường hợp mà các bạn đang chạy Photoshop bản chính thức thì các bạn phải tắt cái bản Photoshop chính thức đi trước, sau đó chúng ta mới nhấn vào cái nút mở Photoshop Beta nha. Chứ nếu như Photoshop chính thức đang mở mà các bạn nhấn nút Open thì nó cũng sẽ chỉ mở cái Photoshop đang chạy sẵn thôi. Nhớ nha, phải tắt cái bản chính thức đi, sau đó bật cái này lên thì mới được. Rồi, thì đó là xương xương về Photoshop Beta là cái gì để các bạn không còn nhầm lẫn. Thì sau đây sẽ là một số cái tính năng mà chúng ta có thể sử dụng cái tính năng Generative Fill. Đây chính là cái tính năng hoàn toàn mới ở trong Photoshop. Đây ví dụ mình kéo chọn một cái thì các bạn sẽ thấy hai cái thứ mới dễ đập vào mắt nhất. Thứ nhất đó là cái thanh phía dưới này, ở ngay phía dưới cái vùng chọn mà chúng ta mới tạo ra, thì nó tên là Contextual Taskbar nha. Thì nó nằm ở trong đây, Window, và chọn là Contextual Taskbar. Nếu vô tình các bạn tắt cái này đi thì nó sẽ không còn hiện cái thanh đó nữa. Theo mình thì nên bật lên vì nó tiện ha. Và cái thứ hai nữa đó là cái Generative Fill. Ngoài tìm được ở đây thì các bạn có thể vào trong mục Edit và chọn là Generative Fill. Đây, nó nằm ở đây ha. Thì thông thường là mình chọn luôn ở đây cho nó nhanh. Rồi cái cách sử dụng cái tính năng này rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc chọn vào vùng nào mà các bạn muốn nó tự động tạo ra hình ảnh, và chúng ta nhập keyword và nhấn nút Generative Fill và nó sẽ tự động nó lấp đầy cái vùng trống đó bằng cái AI ha. Rồi thì sau đây là những cái gọi là ứng dụng mà chúng ta có thể sử dụng Generative Fill vào trong cái nhu cầu của chúng ta. Rồi thứ nhất thì đó là chúng ta có thể xóa được chi tiết ha. Xóa chi tiết, ví dụ như là ở đây mình có một cái bức ảnh chụp hôm bữa workshop của mình. Đây mình đứng giữa này, này bà Thùy Uyên này đó. Thì có một cái vấn đề là chúng ta có quá nhiều những cái ghế ở bên này và mình muốn xóa nó đi, thì chúng ta có thể sử dụng cái Generative Fill. Hồi trước thì ngồi clone cái này cho hết cả ngày, còn bây giờ thì chúng ta chỉ cần làm như thế này. Chúng ta sẽ chọn vùng và những cái khu vực, những cái vật thể mà chúng ta muốn xóa. Không cần phải chọn quá chính xác. Đây, ví dụ mình sẽ chọn như thế này, chọn nó tới đây, rồi, đó, và chọn được cái vùng như thế này rồi. Và ở đây chúng ta sẽ nhập keyword và nhấn nút Generate. Trường hợp mà chúng ta muốn xóa chi tiết như thế này, các bạn không cần nha, không cần phải nhập Remove Subject hay là Remove Object hay là cái gì cả ha. Không cần phải nhập như thế này ha, không cần phải nhập, các bạn cứ để trống thôi và chúng ta nhấn Generate là tự động Photoshop sẽ hiểu. Tại vì ở trên cái Adobe, trang hướng dẫn Adobe đó, chính thức người ta giới thiệu về cái Generative Fill này, thì người ta có nói luôn là cái keyword đó các bạn chỉ cần nhập cái
gọi là danh từ và tính từ thôi. Chúng ta không cần phải nhập những cái câu lệnh ha, không cần phải nhập câu lệnh ví dụ như là chèn thêm ví dụ add cái gì đó vào, hay là remove, hay là remove people, hay là cái gì đó không cần thiết, các bạn không cần nhập nha. Tự Photoshop nó sẽ hiểu. Đó, ví dụ như đây mình muốn xóa đi à, thì mình chỉ cần chọn như thế này và nó xóa thôi. Rồi, đó, ví dụ mình thấy cái này ok. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta có thể zoom vô và chúng ta coi thử có những cái lỗi nào để chúng ta xử lý dần dần từng chỗ một. Ví dụ như là chỗ này cái quần hai người anh em này đang đứng thì nó hơi bị lỗi. Mình chỉ cần chọn thêm cái vùng chọn và Generate Fill, chọn Generate. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn lựa những cái Variation ở đây. Variation là những cái gọi là những cái một lần nó sẽ tạo ra là nhiều kết quả cho các bạn và các bạn có thể chọn lựa được cái kết quả tốt nhất. Trường hợp mà chúng ta vẫn không có kết quả tốt đủ tốt theo ý kiến của các bạn thì các bạn có thể nhấn nút Generate thì nó sẽ chạy thêm một lần nữa. Như ở đây mình thấy cái này khá ok. Nè, đây là trước này, sau. À, và bây giờ thì bạn đang ngồi này nữa thì mình cũng sẽ chọn vào luôn. Rồi, ở đây thì mình có lẽ là mình sẽ chọn cái này cũng khá ổn. À, rồi ví dụ như là cái chân này bị lỗi này, rồi một vài người bên này ơi bên này cũng lỗi này thì mình có thể chọn vào đây đó và mình cũng sẽ để trống luôn và nút generate thôi. Rồi đó và ngay lập tức mình có một cái kết quả cũng khá là ổn. À, mình nghĩ là những cái này chắc cũng sẽ không ổn bằng đâu. Rồi cái này gọi là ổn nhất rồi đó, tạm thời thì như thế thì mình sẽ có một cái kết quả, đây là ảnh trước này và đây là sau này ha. Nếu chỉ để dùng để up lên mạng thì cái này dư sức ha. Rồi thì đó là cái một cách để chúng ta có thể xóa chi tiết ha. Ví dụ xóa người cũng được thôi. Rồi một cái nữa mình xóa một cái chi tiết nhỏ nhỏ trên miệng hay ví dụ như là ở trên mặt chẳng hạn như vậy. Ví dụ mình muốn xóa cái niềng răng đi chẳng hạn như vậy. À, hồi xưa làm cái này cũng sẽ rất là phê này. À, đây mình sẽ chọn toàn bộ hàm răng luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ nhập ở đây là no brace, có nghĩa là không có cái niềng răng và nhấn nút Generate. Đó, và bây giờ thì Photoshop nó trả kết quả cho mình ở những cái như thế này. Mình cảm thấy cũng không thì mình sẽ phải nhấn nút Generate thêm một lần nữa. Rồi, đây là cái tiếp theo Photoshop nó cho mình. Mình vẫn không thấy, cảm thấy có cái gì đó gọi là hợp lý ở đây cả. Thôi, tạm thời thì như thế này đi. Các bạn có thể chọn thêm, nhấn nút Generate thêm vài lần để chúng ta chọn được một kết quả tốt nhất ha. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta có thể xóa chi tiết, như là xóa cái râu này chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta chỉ việc chọn vào cái râu, chọn nguyên cái phần cằm này luôn. Các bạn không cần phải chọn chính xác với cái râu đâu. Rồi, ví dụ như đây là mình sẽ nhập là no beard này. Thì nó sẽ là không có râu, không có râu ha. Thì nó sẽ tự động nó chạy. Rồi, đây là cái mà Photoshop nó cho mình. Giờ mình chỉ việc chọn cái nào mình cảm thấy ok thôi. Như là cái cằm này thì mình thấy cũng được này. À, ok, thì cái này cũng được đi. Rồi, cái trường hợp thứ hai chúng ta có thể ứng dụng cái Generative Fill, đó là mở rộng khung hình. Có nghĩa là một cái khung hình mà các bạn cảm thấy nó tù túng quá, chẳng hạn như hình này, mình muốn mở rộng nó ra, thì chúng ta có thể sử dụng công cụ là Crop này. Và chúng ta sẽ zoom out ra. À, mình sẽ mở rộng ra thêm chừng này đi. Rồi bây giờ mình chỉ việc chọn vào khu vực khoảng trống thôi. À, bằng cách là mình sẽ chọn vào cái hình này trước. Sau đó mình chọn lật ngược cái vùng chọn lại. Hoặc là các bạn nhấn Ctrl Shift Y cũng được. Ctrl Shift Y ngắn nha. Ở đây thì các bạn nhớ nha. Nếu như chúng ta muốn lấp đầy thì các bạn nên có một cái vùng chọn gọi là lấn vào cái hình cũ. Thì Photoshop nó sẽ dễ hiểu hơn. Và nó làm cho cái vùng gọi là giao thoa đó tốt hơn ha. Rồi sau khi xong rồi thì mình nhấn nút Generate và tất nhiên rồi, không cần phải nhập bất cứ một cái gì cả. Các bạn chỉ cần nhấn nút Generate thôi và tự động nó sẽ thao tác cho các bạn. Rồi và đây là kết quả mà Photoshop nó cho mình. Mình có thể chọn bất cứ một cái kiểu nào khác. Ví dụ như là mình cảm thấy cái này khá là ok. À, xong rồi chúng ta có thể cảm thấy ở vùng viền này nó không được tốt thì mình có thể chọn thêm ở khu vực này. Và mình sẽ nhập ở đây là một đèn cừu chẳng hạn như vậy. Thì mình sẽ nhập ở đây là... đó, rồi đèn cừu trắng, đèn cừu trắng, white sheep, một đèn cừu trắng, a flock of white sheep này, rồi mình sẽ nhập vào đây, đó, nhập cái thông tin vào đây. Tất nhiên là đây, cái Photoshop chỉ hiểu tiếng Anh thôi nha anh em, chỉ hiểu tiếng Anh thôi. Các bạn có thể nhập bằng Google Translate cũng được, không cần phải cố gắng nhớ từ vựng để làm cái gì hoặc là không cần phải nhớ chính xác cái ngôn ngữ tiếng Anh đâu ha, không cần phải đúng hoàn toàn ngữ pháp tiếng Anh đâu. Rồi ví dụ như là đây mình cảm thấy cái này cũng khá ok này, đó nó tự động nó nhập thêm.
Chúng ta có kết quả cuối cùng. Đây là trước này, sau, trước, sau. Mọi thứ khá là ok ha. Mọi thứ khá là ok. Đó, thì đó là cái ứng dụng tiếp theo, đó là chúng ta mở rộng khung hình ra. Rồi ứng dụng thứ ba là chúng ta có thể thêm được một chi tiết mới. Ví dụ như là chúng ta muốn thêm một con cá ở đây chẳng hạn như vậy, thì chúng ta sẽ chọn một vùng chọn này. Mình sẽ chọn đại một cái vùng chọn ở đây đi. Đó, và mình sẽ nhập ở đây là đàn cá chép chẳng hạn như vậy. Đàn cá chép koi, à koi cap. Đàn cá chép koi. Koi cap school viết vậy đúng không? Tại sao lại nhập là school nhỉ? Mình cũng không biết, nhưng mà mình sẽ nhấn thử coi. Thì đây là cái mà Photoshop cho mình này. Đó, một bầy cá chép nằm dưới nước. Thì đó là cái cách chúng ta thêm ha. Ở đây thì mình cảm thấy là nó thêm một cách khá là chưa ổn lắm ha, chưa ổn lắm, nhưng mà các bạn có thể chọn chọn tạo thêm cái generate thêm cái variation để có cái nào đó nó phù hợp ha. Thì ví dụ như là chúng ta muốn thêm nữa đi, ví dụ thêm một con thuyền chẳng hạn như vậy. Thêm một con thuyền ở đây. Con thuyền là aboard. Rồi đây aboard rồi, generate. Đó, nó sẽ tự động nó thêm một con thuyền. Các bạn có thể thấy là con thuyền nó thêm vào cũng khá là ok, với đầy đủ những cái gọi là bóng đổ như này luôn này, đầy đủ cả bóng đổ luôn ha. Rồi trường hợp mà các bạn muốn thêm chi tiết ở đây theo một kiểu nữa, đó là chúng ta tạo bóng đổ chẳng hạn như vậy. Khi các bạn ghép ảnh, chúng ta sẽ không cần phải làm như xưa nữa, mà các bạn chỉ cần sử dụng công cụ chọn vùng này và bôi vào cái phần phía dưới của con thuyền này. Đó, có thể hơi lấn vào con thuyền luôn nhé. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần nhập là shadow, shadow with reflection. Reflection viết vậy đúng không? Reflect là chữ X nhỉ? Chị xem. Rồi và nhấn generate, có nghĩa là cái bóng đổ với lại cái hình nghịch đảo của cái vật thể đó ha. Thì bây giờ Photoshop coi thử coi nó hiểu mình không nhé. Đó, và đây thì Photoshop nó sẽ tạo ra cho mình cái bóng đổ của cái con thuyền này. Mình cảm thấy cũng khá là ok. Ở đây nó còn chế thêm cho mình hình như là cái tàu máy nữa này. Đó, thì ở đây chúng ta có thể giảm cái opacity xuống cho nó phù hợp hơn. Đó, kiểu như thế ha. Ngoài cái bóng đổ của con thuyền này, ví dụ các bạn ghép người đứng ở trên một cái mặt vật thể nào đó, các bạn chỉ cần nhập vô là shadow thôi thì Photoshop nó cũng sẽ hiểu luôn ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có thể thay thế được vật thể có sẵn ở trong hình. Ví dụ như là bây giờ mình đang mặc một cái áo khoác màu vàng nâu, và bây giờ mình muốn thay đổi nó sang một cái áo khác, ví dụ áo vest chẳng hạn như vậy. Thì mình sẽ chọn vào phần người của mình nhé. Rồi chọn vào phần áo này. Mình đổi sang là suit. Mình sẽ đổi sang là sang thành bộ suit. Bộ suit nghĩa là bộ vest đó. Veston thì nó cũng là một cái dạng suit ha. Thì mình chỉ nhập là suit thôi. Thì bây giờ xem thử Photoshop nó sẽ thay thế cái áo này cho mình như thế nào. Rồi, đây là kết quả mà Photoshop nó cho mình này. Nó hơi dị hợm một tí. Nó hơi dị hợm một tí. Anh nhìn như thằng đần. Okay. Mình nghĩ là mình sẽ phải generate thêm để thấy được một cái kết quả tốt hơn, nhưng mà hiện tại thì mình mình nghĩ là mình không nên tiếp tục. Ở đây thì mình có thể đổi qua một cái máy ảnh khác, hoặc là mình thêm một cái gì đó khác chẳng hạn như vậy ha, tùy các bạn ha. Thì ở đây có nghĩa là cái ứng dụng mà thay thế vật thể này, các bạn có thể thay thế cả những cái chi tiết, ví dụ như thay thế cái tóc của mình luôn đi. Mình sẽ chọn một cái mái tóc khác, ví dụ như là brown hair chẳng hạn như vậy. Brown viết sao nhỉ? Brown hair có nghĩa là tóc 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 nâu đó. Mình coi thử coi là nó sẽ đổi kiểu như thế nào. Nếu không mình sẽ nhập luôn là no hair, thử là đầu gọi là đầu không có tóc á. Thì đây là một vài cái tóc mà trời ơi. Rồi ví dụ mình nhập một cái là no hair luôn. Photoshop nó vẫn không hiểu được là như này ha. Mình đã nhập là bold nghĩa là đầu chọc rồi, đầu hói rồi, nhưng mà nó vẫn không không hiểu. Rồi thì đó là cái cách chúng ta có thể thay thế được vật thể ở trong Photoshop, trong một cái hình có sẵn.
Rồi cũng với hình này chúng ta có thể làm một cái ứng dụng tiếp theo, đó là chúng ta thay đổi background, thay đổi cái phông nền bằng cách chúng ta sẽ chọn vào cái phần nền của nó. Đây ví dụ như là mình chọn cái Select Subject của, tức là chọn phần người nha. Rồi sau khi chọn phần người xong thì mình sẽ đảo ngược vùng chọn lại, Ctrl Shift Y ngắn, và chúng ta sẽ chọn vào vùng background như thế này. Bây giờ thì mình sẽ nhập cái ở phần Generative Fill, mình sẽ chọn là Jungle chẳng hạn như vậy, tức là mình muốn đi vào rừng, kiểu đang chụp con chim ở trên trời kiểu như thế. Và đây là kết quả mà Photoshop nó trả về cho mình. Cũng thực sự phải gọi là cũng khá ổn ha. Cũng khá là ổn đi, không tới nỗi nào. Và thật sự nó cũng không có liên kết với lại người lắm. À, background này thì ok. Đó. Thì túm lại đây là một số những cái cách để chúng ta có thể vận dụng cái Generative Fill vào trong cái tình huống thực tế. Và đối với mình nha, hiện tại cái Generative Fill này nó chỉ để cho vui và chúng ta sử dụng để up lên mạng chơi với nhau là chính, chứ còn gọi là ứng dụng thực tế thì mình nghĩ là cũng chưa có đâu. Nhưng mà tốt nhất thì mình đang nghĩ là nó sẽ phù hợp nhất cho cái chuyện là chúng ta mở rộng khung hình, hoặc là chúng ta muốn xóa một cái vật thể nào đó, xóa người chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ ok nhất. Còn trường hợp mà mình lệnh cho cái Generative Fill này nó tạo ra một cái gọi là một cái vật thể nào đó chẳng hạn như vậy, như là đặc biệt là về người hay là về thú hay là như nào đó, thì nó sẽ còn rất rất nhiều lỗi. Và mặc dù đây là một cái tính năng cực kỳ hay và rất là ấn tượng luôn, nhưng mình nghĩ là có thể nó sẽ là một cái tính năng thay đổi cuộc chơi và làm cho Photoshop gọi là lên đỉnh được một vài năm tiếp theo nữa. Nhưng mà nó vẫn còn những hạn chế và mình nghĩ là trong tương lai nó sẽ khắc phục được thôi. Tại vì đây là một công cụ AI và chúng ta càng thao tác với nó nhiều, người dùng nó càng thao tác với nó nhiều, thì Adobe người ta càng có nhiều dữ liệu để làm cho cái kết quả đó càng ngày càng tốt hơn trong tương lai. Thì đó là một vài cái ứng